Happy birthday. Con muốn suy nghĩ. Ok, con suy nghĩ, con cầu nguyện đi. Rồi, con nói cho mẹ nghe đi, con cầu nguyện gì đó. Con cầu nguyện về có tiền để mẹ mua đồ chơi con làm được. Vậy đó, cầu nguyện vậy đó. À, vậy đó hả? À, hôm nay là con mấy tuổi? 1 tuổi. Con mấy tuổi? 6. Ok, bây giờ là con 5 tuổi rồi, con lớn rồi, con phải ngoan, phải biết nghe lời mẹ nghe chưa? Nghe không? Bây giờ là sinh nhật của con nè. Con hiểu không? Hiểu. Con phải ngoan nè, phải nghe lời mẹ nè, phải nghe lời ba nè, phải học giỏi nha. Nhớ chưa? Hiểu không? Không. Vậy thôi con ăn bánh đi ha. Anh em ăn bánh đi ha. Ok. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok, happy birthday hai đứa con của bà. Hôn miếng đây. Hôn miếng. Hôn miếng. Rồi. Ăn ngon không? Ngon. Cái này là gì chắc là hả? Đúng rồi. Wow, bây giờ nhà chắc là giờ mình thấy lấy mình cắt ra. Cắt ra. Ngọc Nhi nè. Đang kiểu Ngọc Nhi mới mất tiêu phải không? Đó, để vậy đó, ăn đi. Hai em ăn đi. Sợ năng chỉ Ngọc Nhi mất tiêu mà ủng cái gì? Nó rớt, làm rớt. Có gì ở đây? Không biết luôn á. Bây giờ mình không. Em nghĩ chắc bánh kem quá à. Chắc phải có cái gì dưới chứ không có. Lấy muỗng ăn đi. Rồi hai anh em ăn bánh kem đi ha. Trời ơi, bánh kem đi, hai anh em ăn kem đi. Lấy muỗng đi con Đông. Lấy hai cái muỗng. Đâu nó bóc kẹo nó ăn mà lấy muỗng chi đâu. Okay. Hay là kẹo từ dưới lên trên đi. Em ăn cơm với con gà không? Đồ ăn trong trong tủ á, anh lấy đồ ăn ra ăn trong tủ. Đâu? Ăn không? Em nói cái này hả? Ăn nè. Mẹ có rồi. Mẹ có đem nó ngồi đó. Ê. Mẹ cứ lấy hai chén qua ăn nè, thay đứa hai chén. Bỏ chén nào đâu? Nè. Là con chén em chứ, bỏ qua ăn. Không được bỏ kẹo. Rồi, hai này. Nè, tôi cầm một cái muỗng nữa. Tôi lấy một cái muỗng nữa cho con. Tôi lấy một cái muỗng nữa cho con ba. Tôi cầm một cái muỗng nữa. Muỗng nè. Muỗng nè, mày không? Ba cắt ra ba. Cắt ra. Cái này cắt không được con, bánh này cắt không được. Bánh này chỉ có ăn cho thôi à. Ba, con thấy gì ở dưới? Cái này con muốn lấy này để mẹ đổ kẹo ra đã, để mẹ lấy kẹo ra đã. Rồi lấy bánh ra riêng nữa để con đỡ chặt ra thôi. Con không ăn được con rồi. Ô đây nè, bánh kem. Ô cho bánh kem con ơi. Đố này của con. Bánh này. Ô đây nè. Cái này trong đây. Rồi lấy muỗng múc ăn đi. Mẹ lấy muỗng rồi múc cái kem. Có cái nhỏ nè. Cái nhỏ đi. Nhưng mà nó mới xíu á. Rồi. Cái muỗng. Cái này là bánh sô cô la. Nên mẹ nó quay phim không? Happy birthday của con. Nó lót thì cô la xung quanh đúng rồi. Ok ăn nha mẹ. Hay quá hả? Thôi múc bánh kem mà ăn đi. Để sô cô la nó luôn mình múc bánh kem ăn đi. Happy birthday. Mẹ cắt ra. Hả? Cắt ra. Thôi khỏi cắt thì múc lại ăn đi. Cắm cắt. Dạ. Anh em đi chơi phạt. Anh em đi chơi phạt đó bụng quá. Khi mà chở đi mua đồ ăn. Mua ngồi ăn tại chỗ luôn. Long ăn no chưa con? Ngon. Ăn thịt ngon lắm. Ngon không? No chưa? No còn.
Đó, cô Cát nói con không uống nước ngọt mà con mua đó, con uống cô Cát like con. Cherry nó làm vậy thôi chứ cũng là nước ngọt hết, uống không có tốt. Cô nói con là không có uống, con không có được uống, con uống vậy đâu tốt đâu. Để bữa nào mày vô đó mày tìm thử có cái thùng kem bảy màu đó không. Nấu cái kem mày ngon lắm á. Từ sáng giờ mày chở anh em đi phạt cho chơi từ sáng giờ luôn rồi đói quá kêu mẹ ơi đi mua đồ ăn, mày chở cho vô chợ chọn quá chừng đồ ăn luôn, ra đây ngồi ăn luôn không chịu lên xe ngồi. Ngon không Long? Nè bỏ vô cái bịch này nè con, rồi lấy giấy chùi tay nè. Mua là phải ăn hết đó, không bỏ đó, bỏ phí tiền của mẹ đó. Nó muốn ăn cái này hả? Ăn nha, thử đi. Tao sẽ ăn cái này. Lâu quá mới thấy lại kem đó hả? Ngon không mà làm biểu cảm dữ hả? Ngon. Ai mua cho con á? Mẹ. Có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Có thương mẹ không? Bà chơi cái đầu tóc như là bà đi khùng vậy đó. Để mẹ Nhi gỡ cái tóc Nhi ra nè. Sao vậy Nhi? Tại con không muốn nữa. Không muốn là gỡ ra hoài rồi nó xù lên vậy á. Mẹ làm cho nó gọn rồi cứ làm xù ra vậy nhìn gớm à. Gì con? Nào bạn nói gì á? Là bạn muốn lại đây. Đây mà nó khóc vậy á.
other children watching. They're not your own. Bạn muốn ăn mấy này á? Nè, người ta trang trí thành cabin. Bây giờ hết lỡ con gà rồi. Giờ người ta ra người ta chùi đi. Mà bà đó bà đứng bà cậy từ nãy giờ chưa có ra hết nữa. Bà cậy từ nãy giờ mới ra được con trái bí ngô à. Trang trí một con gà thiệt là to luôn. Hết lỡ con gà rồi. Hết lỡ con gà rồi. Đây là cái chợ. Đây là cái chợ của Mễ. Cái chợ của Mễ mà nó bán đồ ăn cũng nhiều, đồ ăn cũng tươi, nhưng mà đều không có đồ ăn Việt Nam thôi. Ăn cũng tươi đó. Đó, chợ của Mễ đó. Bán đồ ăn thịt đồ cũng tươi đó. À, rau mà rau theo cái kiểu rau Việt Nam thì không có. Bên kia là cái phòng khám bệnh. Đó, vòng vòng cái khu này gần nhà luôn, mọi người gần nhà luôn, chạy ra hết cái lóc đường này là quẹo vô nhà luôn. Vòng vòng cái khu của Hiệp ở thì nó cũng ồn ào náo nhiệt, nó cũng chạy ra đường cái thì nó cũng đông vui, nhưng mà nó có chút xíu thôi, nó không có nhiều. Bên kia là pharmacy, cái gì không biết, chỗ sửa xe. Vòng vòng đây mấy cái sửa xe luôn á, vòng vòng đây sửa xe nhiều ghê luôn á, tiền sửa xe quá chừng quá đắt luôn á. Đây là xe của Hiệp, đây ba mẹ con đi phạt, đi từ sáng giờ. Đang làm gì vậy mẹ? Ủa ăn đi, ngồi đó ăn đi, đi lung tung dơ chân. Đó, đây là chợ đó. Đi lại ngồi ăn đi rồi đi nè, đi lên xe nó chạy tùm lum nè. Dắt vô chợ mua cho một đống đồ luôn. Ngồi ăn đi con. Để ăn lên trên xe kem nó chạy tùm lum á. Ai da. Con có cái uống. Nó không dặn là không có uống nước ngọt mà cũng vô không. Làm chai nước ngọt. Nhi. Nhi ơi. Cô Cát nói con là uống nước ngọt vị như thế nào? Nhi muốn cái này nè. Gì? Kệ đi mẹ, đừng có nói cho ngon. Ngon cái gì? Cô Cát dặn con uống nước ngọt là nó sẽ bị gì? Bị rồi, tùm lum. Hôm qua ba mua cho con hai lon nước ngọt á, con nhớ lời cô Cát dặn á, con đổ hết trơn, con không uống. Mà bây giờ con vô con tự mua. Đó, con thấy đi. Hôm qua thì hả? Ba mua con hai lon á thì con nhớ lời cô Cát nói con đem con đổ con không uống, mà bây giờ con đi mua con uống, con thấy chưa? Mẹ có thấy nữa hay là mẹ có thấy con uống chưa? Con chưa uống nhưng mà con cũng đã mua rồi. Con mua là tốn tiền rồi, không lẽ con đem con đổ. Đúng không? Đổ cái đó vô trong cái này cũng quay được nè Long. Để dành cái này lại nè, khi nào mà mình hết cái mình đổ cái đó vô đây mình quay. Mình đổ cái này vô mình quay được á. Mình đổ được, tại cái đó nó tròn, nó cũng giống cái này thôi.
đổ cái đó hả? Không, ý là mẹ nói ăn hết cái này nè, xong rồi đổ cái đó vô đây quay. Hiểu không? Đổ hết luôn đi. Đổ hết đi Lâm. Bậy á. Đổ hết đi. Chú em bậy á. Con đổ thử vô vô trong cái tờ giấy nè. Ấy. Đổ thử vô trong tờ giấy rồi lấy ra làm cái kia thử rồi coi được không, rồi bỏ cái này vô lại, chứ mới mua mà đem đổ rồi tiền đâu mà chịu nổi con. Trời đất ơi, đã không có tiền rồi còn làm vậy nữa, tiền đâu mà chịu nổi. Đã chết luôn á. Bỏ vô thôi, bỏ vô. Đó, người ta để dành cái đó lại, người ta mua một lần thôi, người ta để dành lại xong người ta mua kẹt tròn tròn giống vậy đó, người ta bỏ vô người ta quay là được thôi, thấy không? Đúng không? Đó. Mẹ thấy con qua giờ con mua mấy cái đó rồi mà con đem con dục hết trơn. Thấy không? Nhớ chưa? Mua một lần để dành xài hoài, nhớ chưa? Hôm qua mẹ thấy hai đứa hai cái rồi đem dục hết trơn rồi. Dục cái gì mà? Đem dục cái đồ quay đó hết trơn rồi. Kệ nó, từ từ nó cũng ra, con qua vòng vòng nó ra. Không làm đổ xuống nắp kìa, dơ kìa. Con bỏ lên con quay luôn nó ra hết rồi. Hả? Con bỏ nó vô con quay luôn nó cũng ra hết rồi. Người ta mở cái nắp này ra, người ta bỏ kẹo vô nè, không phải người ta mở ở dưới đó đâu. Mở là cái này hả? Ừ. Đó, người ta đổ kẹo vô, người ta dặn ở dưới cho cứng lại. Chứ mở cái kia ra khó dặn vô. Ta ăn xong ta để dành lại, mới mất ta mua kẹo người ta bỏ vô, hiểu không? Hôm qua con đem dục hết trơn rồi. Đi ăn kem cho hết đi, để nó chảy tùm lum bây giờ. Có một cái. Mẹ
nó hết rồi. Trời, xé hộp bánh mà xé vậy hư hết hộp bánh rồi còn nữa ăn. Long mở cho em đi con. Thôi giờ hai đứa chào ông bà cô chú bác đi, mẹ chở ra phạt tiếp nè. Chào ông bà cô chú bác. Nhìn lên đây nói chuyện đàng hoàng. Chào ông bà cô chú bác. Nhi. Chào ông bà cô chú bác. Con đi chơi. Ok, bye bye. Bye bye cả nhà nha.